tuyết nằm si biết chiều ngày 16 tháng 3, Nhật Ba Gia Luân khởi động bầu không khí. Dư sinh đứng top 1 dù mở màn bị chê, thượng thực ổn định. Thành tích của những bộ phim phát sóng ngày hôm qua ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ sự việc đáng tiếc của Đặng Luân. Nhất là loạt phim đang được chú ý như Du sinh xin chỉ giáo nhiều hay thượng thực. Vậy cụ thể như thế nào? Hãy cùng chúng tôi điểm qua một lượt ở bài viết sau đây nhé. Bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến Trên bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến của Vinh Kết, sổ tay hướng dẫn săn tội đã giảm một chút, 85,47 triệu lượt xem. Dù vậy, bộ phim của Đàm Kiện Thứ và Kim Thế Giai vẫn đang xếp ở vị trí thứ nhất, chưa kể vừa mở điểm đa ban với con số tương đối khả quan 6.9. Trong khi đó vẫn chưa có bộ phim mới vượt mặt thượng thực, cho nên màn hợp tác giữa Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn thu về 66,64 triệu lượt xem, xếp hạng 2. Hiện đang có 54,28 triệu lượt xem, cốt ngữ 2 tiếp tục đứng trong top 3. Review nhẹ hai tập đầu của Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn. Sau nhiều lần bị trêu đùa thì cuối cùng các mọt phim cũng có thể thưởng thức những tập đầu tiên của Du Sinh xin chỉ giáo nhiều. Trước sự chờ đón nhiệt tình từ phía người hâm mộ của Dương Tử và Tiêu Chiến, chúng tôi chẳng thể bất ngờ khi bộ phim của họ nhanh chóng ám vị trí top 1 trên bảng xếp hạng phim truyền hình Vinh Kết. Chúng tôi cũng hòa vào dòng người và dòng thời gian, theo dõi trọn vẹn hai tập đầu tiên. Thế nhưng không biết có phải do đã đặt kỳ vọng quá hay không mà chúng tôi cảm thấy phần mở đầu của Du Sinh chẳng ổn chút nào. Thứ nhất ngay từ mặt hình tượng nhân vật, Dương Tử khiến chúng tôi cực kỳ khó chịu khi nhập vai Lâm Trí Hiệu. Trong nguyên tắc đúng là nhân vật nữ chính này có tính cách khó ưa, giờ giờ ương ương, nhưng tuổi đời còn trẻ nên có thể thông cảm. Còn khi vào phim ngoại hình của Tiểu Hoa 9X lại bị chê, dù hơn tưởng tượng của chúng tôi, chứ không phải là tấm chiếu mới. Dương Tử lại đang cố gồng để thể hiện ra nét đáng yêu của nhân vật mà càng diễn thì càng không thành. Thứ hai, Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều, vừa mới mở đầu đã bị nộ ra tình tiết phi lý. Từ không gian gặp gỡ đầy khiên ngưỡng của cặp đôi chính tại quán bar, đến khi nữ chính đòi qua đêm ở ký túc xá của bác sĩ nam chưa kể giọng phim của các nhân vật còn không hấp dẫn nó cứ vô cảm sao á mà cả diễn xuất của nhân vật phụ cũng cực kỳ lạc quẻ không ăn nhập với những phân cảnh trong phim chúng tôi đang thắc mắc có phải vì đã bị cắt quá nhiều nên dư sinh xin chỉ giáo nhiều mới cho nên rời rạc như vậy ngựa giao Ký hâm nóng bầu không khí trong một diễn biến khác ngựa giao Ký lại tung thêm loạt poster mới của các nhân vật để hâm nóng bầu không khí thời điểm chiều cũng đã tới gần ngày 17 tháng 3. Để kết thúc bài điểm phim Hoa ngữ hôm nay, hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn hình ảnh mới nhất của chú Kết Quỳnh trên poster Công chúa của ảnh đế và cặp đôi yên ngữ phủ từ chính khê và kiều hân trên tạp chí. Vậy bạn đã xem hai tập đầu tiên của Du Sinh xin chỉ giáo nhiều hay chưa? Phim có như bạn mong đợi hay không? Bạn có mong chờ ngự giao ký hay không? Hãy chia sẻ ngay ý kiến của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!